Xin chào tất cả quý vị khán thính giả ở khắp nơi. Nhân dịp Tết đến xuân về, Bạch Quang Khanh xin chúc quý vị sẽ có một năm mới thật nhiều niềm vui và may mắn, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống, và luôn có sức khỏe thật tốt để đạt được hết tất cả những ước mơ của mình. Chúc mừng năm mới!